Happy New Year, chúc mừng năm mới. Nhân dịp này, anh Khổng Lồ muốn chúc các bố các mẹ một năm mới tràn đầy sức khỏe. Bởi lẽ có sức khỏe thì các bố các mẹ mới có thể chăm sóc được cho những thiên thần nhỏ đáng yêu, phải không nào? Và anh cũng muốn chúc tất cả các bạn nhỏ năm nay thật là chăm ngoan, học giỏi, vâng lời ông bà, bố mẹ. Và Tết Mậu Tuất này có thật nhiều lì xì để tiếp tục đồng hành cùng Phúc Minh Book nhé. Ồ, mà chị cũng vẫn phải cười rất tươi nhỉ. Có phải chị có điều gì muốn nhắn nhủ cùng với các bố, các mẹ và các bạn nhỏ không? À đúng rồi, chị có rất nhiều điều muốn chia sẻ với các bạn nhỏ đấy. Nhưng mà vì là những lời chúc của anh Khổng Lồ đã chúc rồi, nên là chị sẽ tặng các bạn nhỏ một bài thơ chúc Tết. Là bài thơ của chị là bài thơ chúc Tết năm mới Mậu Tuất. Chị xin đọc và các bạn nhỏ cùng lắng nghe nhé. Đầu xuân năm mới Mậu Tuất, xin chúc các bé chăm ngoan học giỏi, kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, chúc cho các bé ngày càng học giỏi và được thật nhiều hoa điểm 10. Ồ, bài thơ hay quá. À, thế thì các bé cùng anh Khổng Lồ và chị Kiều Cận ô to thật một câu nhé. Chúc mừng năm mới.